là bây giờ cái này đại lành mình nói găng lại hay sao bác sĩ? Sẽ lắc đầu. Cái ca này rất là giờ khó nè. Tại vì nếu như mà đi điều trị sớm á thì cái găng tay của cha không có chết cái chỏng thì có thể bác sĩ sẽ nói găng lại được. Còn giờ cái găng có hai cọng, chỏng mà chết hết một cọng rồi. Nên bây giờ cái khớp của cha, cái tay cái xương khớp nó cứng nữa. Là hôm qua nay là đang nuôi lại cái mạch máu của cái năm ngón tay của cha. Chưa biết tình hình như thế nào giờ, tại vì cha chưa có tháo băng ra. Mà em có kêu mình nãy là còn băng, em có kêu cha thử cử động thử mấy ngón tay này thử coi nó như thế nào. Có cử động này được không, mà năm mấy cái ngón tay này thì cha ổng không nghe được. Lúc trước là không có cử động được. Tại vì hôm qua nay thì đang nuôi mạch máu lại. Là bây giờ là chú Tư biết cái mà thành công hay chưa? Chú Tư biết chưa? Không, em chưa dám nói. Không dám nói hả? Thì cha cũng hy vọng như đó, cha nói bây giờ mổ xong rồi giờ là chắc xuất viện về xong rồi lành xong rồi mới vô là nói ra. Em cũng chưa có dám nói, mà vợ chồng cũng chưa dám nói với cha nữa. Để về cha về nhà xong rồi khi nào cha khỏe rồi bình phục lại rồi lúc đó vợ chồng em mới nói rồi. Nói cho cha nghe. Vậy là bây giờ mình tính về quê hả chị? Dạ. Chứ bây giờ mình sẽ đi về quê Bình Dương hả? Dạ, khi nào xuất viện thì em sẽ đi chở cha đi về phòng trọ ở. Người ta có nói là khi nào cho xuất viện không? Dạ không. Ồ. Thì còn đang vô thuốc nữa. Hồi bữa phải thật là lâu mau chị Hiền? Tầm mốc bao lâu? Hồi đi khoảng hồi 8, chắc 8 giờ rưỡi mà tới gần 3 giờ là mới ra. 3 giờ chiều hả? Dạ, 3 giờ chiều. Ồ. Là ra xong lần là báo không thành công luôn. Dạ. Chở xuống, đẩy xuống xong rồi bác sĩ nói với mình luôn, nói là như vậy á. Em nghe được em cũng thất vọng, em cũng buồn rồi. Ông xã mình có nói gì? Dạ, chỉ biết buồn hơn chứ giờ cũng không biết làm sao. Giờ nó cái hy vọng của cha là sẽ phẫu thuật xong rồi đặng thành công, đặng về cho cái tay ngon ngoe được để cha có thể cầm cái muỗng cơm cho ăn. Mà bây giờ tụi em cũng chưa dám nói với cha nữa. Rồi có báo tin về với mẹ ở quê là với anh chị không? Dạ. Bây giờ hai vợ chồng biết thôi. Dạ. Có ông chú ở chả này, ông chỉ biết thôi. Là bây giờ người ta nói là bây giờ là không có cách nào mà nối lại được nữa hết. Dạ, tại vì coi như là hoại tử là bỏ hả? Dạ. Dạ, tại vì cái gan nó chết ở chỏng, nó một cọng rồi nó chết rồi nó cuốn ra chỏng luôn. Nên là nên là có bữa hổm là có cái ngay chỗ này là nó có cái chỗ có lỗ nó xì mũ ra. Đó là nó chết rồi nó thúi lên nó làm mũ ra đó. Cái khớp của cha nó cũng cứng, nó để quá lâu nên bây giờ bác sĩ cứu không được. Nghe bây giờ nếu mà mình không cứu được là phải cắt bỏ chị Hiền hay sao? Dạ không cắt bỏ, tại vì bác sĩ không phải là cắt bỏ nó ở chỏng, là bây giờ bác sĩ lấy ra hết luôn rồi. Ngay cái tay là ngay chỗ này lúc có cái ấm mà bác sĩ nói là lấy cái ốc chích ra ngay gì nó đó, rồi bắt đầu lấy ra hết luôn rồi mà vô cái mạch máu lại năm ngón tay này. Nhưng mà bác sĩ sẽ sửa lại cái bàn tay lại cái ngón cái này là lúc trước là nó dẫn lên hay gì vậy, bác sĩ sẽ sửa lại bằng cái ngón tay của y như cái ngón tay này của mình luôn. Là em thấy là bác sĩ sửa lại là cái ngón tay này nó cũng y như vậy của mình nè, mà em thấy cha không nguyên lại được, không còn nắm được hả? Dạ, tại vì giờ chưa tháo băng thì bác sĩ nói vậy đó. Ồ. Khi mà biết cái tin này, cái cảm giác của chị đầu tiên nó như thế nào? Biết cái tin mà em buồn, em thất vọng. Em thì cũng mong là cho cha là ca phẫu thuật này để cha thành công, để mà vừa cầm được cái muỗng cơm đồ ăn để ông sinh hoạt rồi ấy cũng được. Mà cái này cái sự mong muốn của em, mong đợi của em nó ngược lại hết rồi. Mà vợ chồng em rất là buồn. Rồi nếu mà bây giờ bị như thế thì bây giờ mình sẽ tính là đưa chú Tư về phòng trọ rồi dưỡng bệnh ở đó. Rồi mình có hướng tiếp theo nữa không chị? Chị Hiền. Chỉ có giờ là nếu mà cha như vậy nữa, giờ bác sĩ không còn phẫu thuật được nữa thì giờ em chỉ về là em mua cái tay giả với lại cái chân giả cho cha không đi nữa. Giờ em chỉ còn cách như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ cái tay giả cũng đâu cầm nắm gì được đâu. Nó chỉ là đỡ đồng thôi, không có cầm gì hết. Có cái chân giả nữa cha không tập không đi được, không đi tới đây luôn cũng được. Nói chung nghe rất là buồn của chú anh chị. Bữa mình tới nó quay mình thấy là chị Hiền rất là hy vọng luôn. Nhưng mà hôm nay đến nghe tin như thế này thì mình cũng rất là buồn. Không hiểu sao tự nhiên bác sĩ người ta lại không thể nào mà cứu được ở đó. Cũng có thể là do cái nó bị hư hết rồi nên không có nói được. Bây giờ thì cái tiền viện phí bây giờ người ta có báo nhiêu cho chị Hiền? Dạ, chưa. Giờ
giờ là cứ người ta cứ đóng bao nhiêu là mình cứ đóng bao nhiêu. Vậy là cái tiền bữa mà bên kênh anh Quý Phúc ủng hộ thì có đủ cho mình chi trả những khoản đó không? Dạ chắc đủ. Đủ hả chị? Dạ. Nếu mà ca phẫu thuật đầu tiên á thì em nghĩ là đủ, nhưng mà chắc có thể dư. Thì em có nói nếu như mà cái số tiền này không có phẫu thuật được cái lần thứ hai mà nói găng á, và chỉ có lần này thôi, còn là cái số tiền này dư thì em sẽ lấy cái tiền này ra em sẽ mua cho cha em đó là một cái tay giả với một cái chân giả. Giờ mình nghe mình cũng khá là buồn của chú anh chị, không biết làm sao luôn bây giờ. Tại vì mình thấy chú bây giờ chỉ còn một cái tay mà nó cũng không có nối được nữa rồi. Rồi cái mà bữa em nghe chị nói là cái về mà bảo hiểm thì bây giờ cũng coi như không có xài luôn, không? Đâu có tác dụng ở đâu đúng không? Dạ. Bữa giờ mình quay thì cũng khá là buồn của chú anh chị, ít không có người nào gửi về hết, nhưng mà cũng có hai cô chú chị bên Mỹ á có nói là xin số tài khoản của chị Hiền để mà chuyển khoản cho mình. Đúng ra mình sẽ nhắn tin cho không qua đây đâu, nhưng mà tại vì là cho nó khách quan thì qua chị Hiền đọc lên thì của chúng chị sẽ tin tưởng hơn á. Giờ mình đọc số tài khoản mình chị Hiền để khán giả người ta coi rồi người ta gửi với mình về phụ bớt hoàn cảnh của mình đi. Thì đọc số tài khoản đi được. Của em là Đặng Thị Hiền, ngân hàng Vietcombank. Số tài khoản của em là 028 1 1000 521 499. 028 1000 521 499. Có thể mình sẽ ghim lại với phần bình luận nha cô chú anh chị. Thì rất là mong là hai cô chú bên Mỹ sẽ nhận được tin này và sẽ có một khoản tiền phụ chị Hiền nha cô chú anh chị ha. Tại vì mình thấy bây giờ một sinh hoạt của hai anh chị Hiền với lại chồng bây giờ là hầu như không có cô chú anh chị. Ông xã bây giờ có đi làm không chị Hiền? Hôm nay đi làm bữa được 3 ngày gì đó rồi giờ chưa có kiếm việc làm. Nên dặn ở trong này với em giờ ví dụ mà có mua cái gì hay là cha cần cái gì đó rồi em điện xuống em kêu em đi mua. Em xuống em lấy. Rồi tối thì hai vợ chồng ngủ ở đâu? Em thì ngủ trên chảnh với cha, còn ảnh thì ra bên dưới đá ngoài này nè ngủ. Ngủ ở đây hả? Dạ. Ồ, rồi sao mà ngủ được, mũi rồi mưa gió này sao mà ngủ? Ở trong nó có cái tôn đó anh, rồi che cũng không có đỡ, cũng không có mưa nữa. Rồi ngủ rồi đắp chùm màn lại, hai ngày nay thì ngủ thì mũi nó chích sưng mặt hết trơn. Sao không đi kiếm cái phòng nào để rẻ mình thuê ở ngay chị Hiền? Tại vì bây giờ ở đó mình thấy như một ngày nó tầm cũng 100 ngàn, ở đây 100 ngàn nó không có nhiều đâu. Có, em có đi hỏi định cho anh ở đỡ vài ngày nhưng mà hỏi nhưng mà mắc quá. Bao nhiêu mà mắc? 300 ngàn. Một đêm hả? Ngày. Ồ. Đúng rồi, 300 ngàn thì nó lớn quá chú anh chị. Ở thế thì không có tiền làm, không ra tiền mà ở thế thì cũng hơi. Mà bây giờ ngủ ngoài đường này sao vậy, nghe chị nghe điện thoại đi. Em đang ở quầy thuốc số 1. Ở đó có cái anh Tam anh vô nè. Vậy là bây giờ tính cứ ngủ ngoài hiên quầy luôn hả? Dạ, chắc em độ chắc cái tay cái nếu mà mai thay băng, nếu mà chích ấm thuốc kia vô nữa, nếu mà thuốc kia chạy chắc hết, chắc khoảng là trong tuần này là chắc có thể xuất viện về. Nhưng ráng ngủ thêm mấy ngày nữa. Rồi mấy đứa con chị sao? Dạ, hai bé thì ở nhà, cái nhà bà Thím nó coi giùm. Đi sáng ngày có đi làm thì có dậy có nấu cơm để cho hai bé nó nhà. Hai chị. Đứa nhà từ trong nhau vậy hả? Dạ. Chiều bây giờ thì nấu cơm lại rồi hai ba thím cháu ăn đó rồi bà thím mới qua ngủ với con em. Bữa giờ chị Hiền lên này là mấy ngày rồi ta? Em lên từ bữa thứ sáu tới giờ. Thứ sáu là nay là thứ ba là 4 ngày 5 ngày rồi. Ông xã mình bữa giờ cũng nghỉ làm liên miên luôn hả? Dạ, tại vì chưa có việc làm, nếu có việc làm thì anh mới về anh đi làm. Làm bữa thứ bảy là xong rồi, làm được 3 ngày. Bây giờ hoàn cảnh thấy bi đát quá cô chú anh chị ơi. Phải nói là mình cũng không biết dùng từ nào diễn tả được hết á. Cái niềm hy vọng duy nhất bây giờ nó hợp tắt rồi. Không biết làm sao để mà cứu vãn được. Tại vì bây giờ cái tay của chú á, cái sọng gân nó bị hư của chú anh chị. Nên là người ta không có nối được nữa. Bây giờ có thể là có nguy cơ là sẽ là không có cái dùng được cái tay nữa cô chú anh chị. Chị Hiền tính là bây giờ nếu mà cái chi phí mà nó còn dư chút đỉnh nào đó thì sẽ có mua cho chú một cái chân giả, một cái tay giả để mà về chú có thể phụ bớt cái phần hoạt động của chú á. Nhưng mình nghĩ bây giờ nếu cái tình hình này thì cũng hơi khó vì tiền anh chị làm mà không ra tiền, mà bây giờ rất là nhiều cái chi phí chia ra đúng không chị Hiền? Mà bây giờ nếu mà để mà mua đó thì hơi khó của chú anh chị.
mình rất là mong là khi mà đăng tải lên thì sẽ có những khán giả mình thằng Quân ha, mà giúp đỡ cho hai vợ chồng của chú anh chị ha. Lần trước mình quay nhưng mà cũng hơi buồn là không có ai gửi, nhưng mà cũng có rất may có hai chú thì họ số tài khoản thì mình để mình lấy lại nè. Thì mong là hai chú sẽ coi được clip này và sẽ giúp cho chị Hiền của chú anh chị nha. À, bây giờ chồng chị hiện tại là bây giờ bữa em nói anh chồng chị nó anh nói là nếu bây giờ mà chữa cho ba khỏi bệnh đó thì anh xuống tóc hả? Là anh thề với ai đó, thề với Phật hay là thề với giá cho mương tam ảnh á. À anh giá cho mương tam ảnh, nếu như mà cha cái tay của cha mà cử động lại được thì anh sẽ xuống tóc lại, anh sẽ ăn chay một tháng. Thì bây giờ là nếu mà không chữa được rồi anh làm sao? Cái đó em dạ, em chưa nói, chưa hỏi anh nữa. Nhưng hôm qua nay thì cha ra mổ rồi, cha ra em xuống em cũng có nói với ảnh à. Em cũng buồn lắm. Đúng rồi, mình nghĩ bây giờ anh nói tên gì quên rồi ta? Anh Kiệt đúng không? Kiệt bây giờ cũng không còn tâm trí nào để mà nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Thì bây giờ mình thấy là cái niềm hy vọng của anh nó bị dập tắt đó. Mà người cha mà bây giờ bị cái đó thì cũng hơi buồn. Mà sao mình không gọi mình báo với lại mẹ với lại mấy anh chị em cho người ta biết. Dạ, em nói chung thì em cũng muốn chú tâm vô để em lo cho cha đi ca phẫu thuật xong thành công thiệt. Nhưng mà để em để là em dồn hết tâm sức để em lo cho cha, để có ngày cha xuất viện về mọi chuyện thì sẽ tính sau. Mình nghĩ là nên báo, tại vì cũng là người nhà với nhau, với lại là bây giờ cần báo để mà phụ cho chị, chứ một mình chị không thể nào mà chị cắn đắng hết tất cả mọi chuyện được. Hai đứa con rồi, chồng thì cũng ở trên này luôn rồi, viện phí này kia rất là nhiều thứ phải chi mà một mình sẽ làm sao mà sẽ được. Cái tiền là giúp mình thì cũng để đó để mà làm viện phí thôi, chứ không thể nào mà xài được đúng không chị Hiền? Thì em nghĩ là chị nên báo với mẹ thì như thế nào để mẹ có cái cô có giúp anh được khoảng nào không, hay là anh chị em trong nhà người ta có phụ được cái gì không. Bây giờ biết là không thương rồi đó, nhưng mà thôi bây giờ trách nhiệm mình cứ làm, mình cứ báo thôi để cho anh chị em với lại mẹ biết là giờ cha như thế đó, để mà có cái hướng giúp đỡ hay là cái gì đó, chứ không thể nào mà cứ bỏ lơ lét như thế được. Thì mình nghe rất là bất ngờ, tại vì chị Hiền là con dâu nhưng mà chị lo tất cả mọi thứ của chú anh chị, mọi thứ trong nhà chị lo hết. Rồi em còn nghe chị là sắp phải đi mổ mắt nữa hả? Mổ cái trên mắt á. Dạ, anh xin thì anh cũng nói vậy đó, anh cũng mấy là nói giờ, ví dụ đi hỏi nếu mà coi mổ được bao nhiêu thì cô chú anh Mạnh Thường Quân kêu là chích số tiền ra để đi mổ, nhưng mà giờ em còn đang lo cho với phần thêm một phần nữa thì bác sĩ báo như vậy thì em buồn, giờ em cũng chưa có tính được tới cái chuyện đó. Mà cái này để nguy hiểm không chị? Dạ có, hôm bữa bác sĩ trưởng khoa ổng có thấy mắt em rồi, ổng mới nói là cái này là phải đi mổ gấp chứ để lâu là nó nguy hiểm đó. Với cái số tiền mà tầm 75-80 triệu đó thì không mình nghĩ không đủ đâu cô chú anh chị. Tại vì là bây giờ chị Hiền phải lo trả cái tiền viện phí cho ba, với lại là ăn uống con cái trọ ốc này kia nữa, thì không có thể nào mà để nói chuyện mà dư một khoản mà làm phẫu thuật mắt hết á. Với lại là chị Hiền tính là mua cái chân giả với tay giả cho cha thì không còn dư tiền nữa, là cô chú anh chị tất cả mọi thứ đều nghĩ cho cha hết chứ không có nghĩ cho mình hết cô chú anh chị ơi. Một con dâu mà nói là mình không biết chung người thì dân tả luôn, chị rất là hiếu thảo nha cô chú anh chị. Thì bây giờ nếu chị có một cái lời nào muốn gửi đến ba mẹ với lại má anh em trong nhà thì chị có gửi lời gì không đến đi lúc này? Bữa em hỏi chị đó chị không gửi đúng không? Bây giờ em nghĩ là bây giờ nó xong hết rồi, ba cũng đã không có thức được rồi, thì chị có lời nào muốn gửi đến không? Cũng không luôn hả? Thì tất nhiên là em nghĩ là khi mà có đăng lên cái clip thì tất nhiên là mẹ với thằng mấy anh, mấy em, mấy chị với lại mấy em thì cũng sẽ thấy lên được. Nếu như mà có suy nghĩ lại được cái lòng hiếu thảo thì đi lên trên này hỏi thăm cha cũng được. Còn thì em nghĩ là ai cũng sẽ xem được cái clip này hết, chứ không có ai mà không xem được hết á. Thì cái đó là tùy cái tâm thôi. Nếu mà có nhắn gửi đến mẹ với lại mấy chị, mấy em chị với lại mấy em thì chắc em không có lời nào. Có thể là mọi sự kiểu như là chị Hiền cũng đã buông xuôi của chú anh chị không muốn gọi là dính dáng hay đến những cái đó nữa, tại vì cái thất vọng nó lớn quá rồi của chú anh chị. Thì mình cũng rất là mong nếu mà mẹ mà cho bác có coi được cái clip này với lại những cái người thân của chú coi clip này thì hãy liên lạc với chị Hiền hay là chú của chú anh chị ha. Thì bây giờ là chị Hiền chỉ có hai vợ chồng mà lo rất là nhiều thứ nha cô chú anh chị, rất là nhiều khoản để phải chi, nhưng mà bây giờ nó tự nhiên nó vào cái đường ngặt này, chú không có làm phẫu thuật được, nên là bây giờ tự nhiên cái niềm hy vọng nó dập tắt hết, rất là buồn nha. Hy vọng là nếu mà người thân của chú Tư có thể xem được clip này á,
thì có thể liên hệ lại, có thể lên này để mà thăm chú hoặc là có một cái gì đó để mà hỗ trợ cho hai vợ chồng chị Hiền. Thì mình thấy bây giờ nó mà trông chờ vào cái lòng lương của anh Kiệt thì hầu như là khó lắm cô chú anh chị, vì anh cũng phải xuống này để mà lo cho con, cho cha, cho vợ nữa, chứ không phải là đi làm không, nên là mà công việc của ảnh thì ngày có ngày không. Thì rất là mong là cô chú và khán giả khi mà xem clip á, giúp mình, giúp em một cái chia sẻ của chú anh chị ha, để nhiều người biết đến hoàn cảnh của chị Hiền và anh Kiệt nha cô chú anh chị. Ý là chị nói là bây giờ là chị buồn phiền những cái như là người ta nói lên mạng hả? Tại vì em thấy cái này nè, khi mà đang lên mạng thì chính người ấy không thể nào mà mình phiền lập tất cả mọi người được hết được. Thì nói chung ai cũng khuyên em hết trơn. Đúng rồi. Không có ai mà chửi bới gì em hết. Em chỉ buồn là buồn chút thì ở riêng tư thôi. Thôi nói chung là bây giờ mình cứ cố nén lại tí để mình lo cho cha thôi. Chứ em nghĩ bây giờ mình buồn cũng không được cái gì. Nó mọi việc nó không đã như thế này rồi thì giờ buồn cũng chỉ là buồn hơn chứ không được gì đâu chị Hiền. Thì cứ gắng lên thôi chứ sao giờ. Tại vì em thấy trên mạng thì đa số hầu như 99% là không ai nói gì mình hết. Tại vì cái việc làm mình nó quá tốt, nó quá nhân văn nên là không thể nào mà người ta có gì ta nói được hết. Không có người dâu nào mà đi lo cho chồng như thế này hết. Nó hiếm lắm của chị Hiền. Cho nên mình cứ nhìn vào đó mình cảm giác mình an ủi đi. Ha. Chứ còn thì em thấy cha thì em tội. Chứ thằng ổng giờ tay chân không có nữa. Mà khi mà em ở trong nhà mà em đi làm về mà em thấy cha mà bò vô toilet mà để đi tiểu là em nhìn là tự nhiên nước mắt em mới rớt luôn. Em chịu không nổi. Nên em cố gắng để em giúp cho cha được có cái tay để cho ổng tự động. Mọi chuyện đó thì đã vô quán thì có thiếu thốn gì thì vợ chồng em sẽ buông chải để kiếm ăn hàng ngày cũng được. Thì bây giờ thấy là chị thương chú Tư như là cha ruột của mình, cho nó hỏi là cha chồng mình ở đâu. Dạ. Nhưng mà người cha ruột của chú anh chị sợ cha ruột lại còn không bằng vậy luôn của chú anh chị. Tại vì cái lòng hiếu thảo của chị nó nhiều, nó lớn lắm, nên là em nghĩ là khán giả người ta rất là đồng lòng, chứ không có cái việc gì mình phải ngại đến những cái vấn đề mà những cái bình luận trái chiều. Nó ít lắm, nó không có nhiều đâu, nên mình cũng không phải bận tâm gì mà cái đó làm chi. Nó thì cũng hy vọng là chị cứ mạnh mẽ lên nha. Rồi để mà lo cho chồng, cho con với lại lo chú Tư. Rồi chúc chị sức khỏe nha. Rồi xin chào khán giả.